Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 2021, là ngày rằm tháng 11 ở dưới âm lịch các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ theo yêu cầu của quý khán giả, yêu cầu mình quay lại chợ Mỹ Xuyên ngày hôm nay. Thì hôm nay Thanh đang có mặt tại khu vực này để chia sẻ lại tình hình của khu vực chợ Mỹ Xuyên ra sao. Và quý cô chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Thì ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và nhớ thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần nha các bạn. Đây, hiện bây giờ mình đang đứng ở khu đường Lê Lợi, chỗ gần với bưu điện cũ ngày xưa nha các bạn. Đây, phía trước mình bên tay phải là cái khu bưu điện. Để mình đi đến khu này, cái chỗ này. Phía trước mình thì cũng có một dãy hiện nay là cái trường nữ và trường nam ngày xưa nha các bạn. Đây, cái bên màu vàng vàng này bây giờ người ta làm tổ y tế đồ các bạn, là làm những cái cơ quan của này. Còn phía trước mình là ngân hàng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại tình hình của Mỹ Xuyên theo yêu cầu của quý khán giả đang yêu cầu mình quay lại cho Mỹ Xuyên ngày hôm nay. Thì hôm nay tình hình trên địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên thì không khí ngắt mát mẻ các bạn. Đây, thì hiện nay tình hình dịch nó cũng rất phức tạp cho nên một số bà con cũng chẳng chưa có mở cửa ra mua bán gì nha các bạn, cũng còn đóng cửa. Mình đang đứng ở cái chỗ góc bưu điện cụ ngày trước nè các bạn. Ngày trước chỗ bưu điện này cũng là cái bến xe nữa nha các bạn, cũng rất là lâu nha. Đây, bây giờ mình đang đứng ở khu vực này. Đây là trường nam với trường nữ khu vực này nè các bạn. Bây giờ người ta cũng đóng cửa. Hôm nay là thứ bảy người ta đóng cửa. Rồi bây giờ mình cũng chia sẻ về tình hình dịch bệnh của thành phố Sóc Trăng ngày hôm qua như sau. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi bản tin của ngày hôm qua. Thì có 448 ca mắc mới, cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 27.001 người. Hôm qua khỏi bệnh là được 227 người, cộng dồn là 20.870 người. Hôm qua tử vong thì có 11 ca các bạn, cộng dồn là 211 ca. Hiện bây giờ đang được điều trị cách ly y tế là 5.920. Bà con mình tiêm mũi 1 là 96.3%, mũi 2 là 89.2%. Còn hiện nay bà con nào chưa có tiêm vaccine thì hãy liên hệ đến chính quyền địa phương hay là chỗ trạm y tế xã phường gần nhất để mình tiêm sớm, để miễn dịch cộng đồng sớm, để bảo vệ chính bản thân mình nha các bạn. Đây, bây giờ mình đang đứng ở góc này để nhìn xuống dưới phía chợ đó các bạn. Đây là cái khu vực trường nam và trường nữ nè. Bây giờ chỗ này thì cũng làm chợ bên y tế luôn nha các bạn. Đây, bây giờ mình đi qua đây luôn. Tình hình của bà con hiện nay của thị trấn Mỹ Xuyên thì ở cái vùng vàng nha các bạn. Cho nên bà con mình cũng ý thức rất cao. Hiện nay trong qua nhiều đợt thì người ta cũng đã biết phòng chống dịch như thế nào. Thì ra ngoài là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách thì 5K đó các bạn, thực hiện 5K. Đây, hiện bây giờ thì những gần sắp Tết thì người ta cũng bán quần áo đồ cũng rất là nhiều ở khu vực trên đầu chợ này nha các bạn. Cái này là trước cái chỗ trường nam trường nữ ngày xưa các bạn. Đây cũng ra quán vắng xài vắng vẻ lắm các bạn ơi, không có người ngồi bao nhiêu, chỉ có chủ người bán thì nhiều, người mua thì vắng. Nếu người ta có mua, người ta cũng mua về các bạn, chứ không có ngồi ăn ở khu vực này rất nhiều. Rồi bây giờ mình đi vào cái đường chùa Bà, đường Phan Đình Phùng các bạn nhìn thấy này. Thì hàng hóa bán cũng rất đầy đủ nhưng mà cái lượng khách người đi chợ thì rất vắng vẻ các bạn. Hôm nay mình sẽ đi dọc ở khu vực này cho các bạn xem. Đây là chùa Bầu Quảng nha các bạn. Đó, hôm nay người ta bán rau cải cũng rất là nhiều. Đây,
phía trước mình đây là đường Triệu Nương hay là đường tỉnh lộ 934 ngày nay nha các bạn. Đây các bạn đi thẳng nhìn chỗ chiếc xe là chỗ trung tâm y tế thị trấn các bạn. Đây, còn bên đây là mình đi vào xóm trại, cái hẻm ở trong đó là gai các bạn. Còn cái này mình đi xuống dưới đầu chợ. Đây, hình ảnh hôm nay. Thì người ta ở đây hiện bây giờ người ta bán, người ta cũng có căng mấy cái miếng chắn giọt bắn đó các bạn, trước cái chỗ mua bán người ta. Để người ta phòng chống dựa cho cái khách và người bán luôn các bạn. Đây, đây là đường Phan Đình Phùng các bạn. Giờ mình đi dọc xuống dưới đầu chợ dưới này các bạn để chia sẻ các bạn thấy và tình hình của ngày hôm nay thì thứ bảy cuối tuần các bạn thì mọi người người ta cũng hạn chế ra đường, không có đi làm, hơi vắng vẻ hơn nhiều so với những ngày trước. Thì mình dù mình đi giờ này người ta tan ca đồ về còn hơi đông. Đây phía trước này người ta bán trái cây rất là nhiều, quán cà phê người ta đóng cửa, bây giờ người ta bán bày bán trái cây ở khu vực này các bạn. Đây đường thì cũng vắng các bạn. Đây, người ta làm mấy cái tấm chắn rất là nhiều luôn nha các bạn. Người ta rất là cẩn thận trong cái việc phòng chống dịch. Thì hiện nay bà con mình cũng nên là uống nước dừa với đường phèn với gừng đó các bạn để mình tăng cái sức đề kháng cho cơ thể. Giờ mình đi dọc ra cái hướng đầu chợ dưới cho các bạn thấy, đây mua bán đồ rất nhiều các bạn. Đây đây ở này bông hoa đồ rất là nhiều luôn các bạn ơi, nhưng mà rất là vắng nha, chợ rất là vắng. Đây cái đường này mình đi dọc xuống dưới đầu chợ dưới rồi các bạn. Rồi bây giờ sông nước miền Tây cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chúc mọi người thứ bảy cuối tuần thật vui vẻ bên người thân và gia đình và bạn bè. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để có nhiều video mới nhất của sông nước miền Tây khi đăng tải. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của mình. Xin tạm biệt.